It's high noon. Nếu mà cảm thấy mệt quá thì là hụt rồi anh em à. Cô God bây giờ lấy đi mid nổi không ta? Ê ba, tao đi mid con này nhé. Thoải mái, ok. Em đã nói câu đó rồi. Thịnh 7 đâu có ngại. Yeah. Mày nói chuyện với con Nasus kìa. Muốn win kìa. Trời ơi, câu God của mết nhìn kìa. Gân nó nổi lên kìa. Ghê không? Nhìn thẹo ra. Không rồi, cái mặt là đang thở cái bình. Cái bình này đâu phải bình oxy. Đang thở oxy hả ta? Không hợp rồi, sao đô vậy mà lại thở oxy lần sao? Trời ơi. Trời ơi. Cái mà nó dở người ta. Đá này cái bóng à. Rồi xong. Cái quỳ đó là mất hết tất cả rồi đó. Mày đi. Sao mà mày đứng được? Nam mô A Di Đà Phật. Yeah boy. Né hồn bảy cái. Có khác gì con hả? Bị xích lại có khác gì con có đi thì anh mày bế mày đi. Mà nó nhịn tục dữ ta. Tụi đánh quá tụi nó lên này nè mấy không. Tụi không biết lên làm gì nữa, tụi lên thử coi nó làm sao. Trời ơi cái gì vậy? Anh mày ơi coi chừng thằng Blitz. Tao chết rồi. Chết rồi. Thằng Blitz kêu Blitz giết mình luôn rồi. Nó báo mình anh Bảy ơi coi chừng thằng Blitz. Mấy này giờ tấu hài thì thằng nào cũng tấu hài. Mỹ quan tử thần bằng bàn tay hỏa tiễn. Mày đi. Nếu cảm thấy khó đi quá để anh bậy bới mày đi. Let's do this. Nó chơi anh bậy. Ari còn rờ. Chịu rồi. Mày đi. Cho bóp đúng lộn hấp dẫn người ta. Trời ơi, tôi mà có dưới tôi giết 2, giết 3, giết 4. It's high noon. Nếu mà cảm thấy mệt quá thì là hụt rồi anh em à. Phải núi hụt rồi. Ê từ nhỏ tới lớn tôi mới lên đồi lần đầu luôn mấy không. Toàn chơi chị hấp huyết không à. Comment. Này sàn sao. À nó cũng như chị hấp huyết thôi mà. Rồi sao tao sống. R của Ugurt đổi thành mũi khoan móc trộm à. Ủa được à? Ủa eo gói làm được à? Thật không? Tức là eo gói bị kéo biết đâu. Ra thế. Thank you.
Rồi, có thấy con tao đâu, có thấy con tao. Kiểu này thì màn hình đâu có gì ngoài dây xích. Đâu có gì ngoài dây xích đâu em. Chơi game mà màn hình toàn là dây xích thôi, máy hư rồi. Rồi, cái gì đây? Rồi xong, hai người đây nó bắn cỡ đó thì sát thương nào mà chịu cho nổi. No, Ven ơi. Rồi xong rồi Ven. Cắn rồi chết mày. Đâu rồi? Ok, cái gì đây? Sao chạy tới dưới rồi? Anh giành ra con MF của Atomy vs Gam ra sao anh chắc anh xúc khoe a. Anh cảm ơn các bạn gì nha em. Cái gì thế? Cáp áo ma vậy. Úi trời ơi. No, 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 no. Không, anh bảy rồi. Anh bảy giải thích giúp em. Tao bắn mày khác. Trời ơi, 84 rồi. Mộng tướng đi miết quy người ta được 84 giọt. Ôi trời ơi, nhiều thế. Mày đâu có khác gì con đâu. Đúng không? Ơ, nó hất tôi luôn kìa anh em. What the fuck. No, 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 no. Bạn không solo, anh bạn không solo. Đã nói là không có solo nha, bực mình nha. Né liền, né liền. Mày đi. Ê! Ê! Lên rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi. Có phép với cái thời gian mà còn giúp anh sống lâu hơn. Sau tranh đó anh mặc cười. Con tướng nó hài tả được. Chơi game hơn tấu hài nữa. Ơi kìa, nó hổng kìa bay. Ơ kìa, Ven ơi. Rồi, đâu có khác gì mấy con chó đâu. Nè, nè. Chạy hộ bố mày coi. Xích mày khác gì con chó không. Chơi game gì mà toàn nhiên xích không nhịn bảy. Ơ kìa, nó xết. Này, đừng hổn nha, đụng vô bạn tao là mày hơi mệt đó. Ok, tạm ổn. Anh Cường bảy gắn. Cường bảy núi. Cam cần anh. Nó càng quan ngờ hết rồi, hết rồi. Ôi, ẩu vậy bạn. Rồi, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số rồi. Thằng đi dậy thêm hả mày? Xích mày lại như con đâu nè. Xích được luôn rồi. Rồi, Ven bắn hết, Ven bắn hết, Ven bắn hết. Ari chết thì Ven bắn hết. Bắn hết. Bắn không hết thì chết. Làm gì căng. Chạy đi. Đã sát ơi. Rồi, khác gì con luôn. Ơ, hay. Trời ơi, xém hay rồi, xém hay. Trên ga hơi ẩu. Ê ê, mình ăn Baron, anh must đứng đó mình ăn Baron được nè nè, chuẩn bị nè. Không không nghe anh nè, lính dô tới trụ 4 thằng B về, lính dô tới trụ là 4 thằng 4 B về. Rồi rồi nó đang dưới. Sao A kêu C thiếu AC cũng chỉ là chó ba đầu mà hát sao lên thần thắng liên tiếp 12 trận vậy anh? Mày cũng chỉ giống một con chó mà thôi. Mày hiểu vấn đề không? Xích mày có khác gì con giúp đâu. Giết hết. Ủa? À con Cosmo nó còn cái đồng hóa kỹ. Cái đồ ở ô số 1 là đồ gì thế A mất? Nó chết xong rồi nó hồi sinh vậy nó bắn hết luôn. Cái game này đúng là trời chu đất diệt team tôi luôn á. Team tôi có con đen ga thì đồng hoa kỷ mất hết bụi luôn. Đập hùng hồn gây 195 sát thương lên cái địch làm chậm chúng đi 40% bla 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 bla, có thể sử dụng trong lúc di chuyển bla 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 bla. Nãy mình chả biết hết, mình cứ bật đúp lên xong rồi mình bấm quy bấm một bấm quy bấm một.
Ơi, trời ơi, nó đang là dạng đó, nó chơi nó được. Cái đồ gì thế, khó chịu đấy nhỉ. Nó đang là dạng hoa kỳ, mình hút nó vô được. Tao nói cái game nó xàm. Ông Riot, ông tạo ra cách để cho những đội đang chiếu dưới có thể lật kèo lại được bằng cách là cho ăn bonus rồng, bonus trụ. Nhưng bên cạnh đó thì mấy anh Riot tạo ra ông rồng hoa kỳ. Tụt thì thôi á. Con Ven đang chủ lực chết. Rồi. Ơi. Cái gì đấy? Đánh đi. Ồ. Mấy đồng hồ. Bẹp. Ao trình quá. Xóa ngay rồi đó. Ha 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 ha.